Anh chị cái vali. Hello. Mimi, Bắt đầu rồi. chị lấy gì trong vali? Cái túi đen. Chúng ta còn chưa kịp nói xong vấn đề đã. Mệt mỏi. Đã like rồi. Là mai vấn mới đề giờ gì? cắt. Để nhắn tin chốt giờ. Mai sáng lắm trời nha. Bận nguyên buổi sáng đến 12 giờ rồi. Sáng mai làm gì? Quay hình. Đến hẹn đã lên. Mai em cho Minh 2 giờ trưa qua đây đi. Nếu như mà ngày mai sáng bận thì Thế thì ngày mai xong rồi qua đây rồi nghỉ ngơi ăn cơm. Cũng được. Vòng về Vista về lắm. Thế mai xong rồi qua đây luôn xong rồi. Mai chế có định dạy thêm nhạc B không? Tạm dừng. Thể chế chung chung. Không, sáng mai cũng được. Không, vậy Mel với lại Yogi từ 12 giờ trước. Còn anh Ni với Nawa anh chị xuống tối. Chị được. Ai? Ai giờ sáng? Mel với lại Yogi. Mel với Yogi giờ, ok. 12 giờ bắt đầu. Ok. Hello, hello. Thân chào toàn thể các bạn. Bây giờ đã là 8 giờ mấy nhỉ? 26. 26 rồi hả? Mới thấy 8 giờ 10 mà. Đồng hồ thời của gian nó là dùng giờ sao mộc, sao thổ, sao thủy. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Chớp một cái trôi qua 20 phút Alo. Rồi. Mở chưa? Anh bắt đầu tại vì hôm nay á bên nhà bố bên em bận á, mà 10 giờ nó không qua được thì mai mình chạy với anh. Có vẻ có mùi rồi đấy. Mùi chứ sao không? Em ơi đồ đi phát cả ngày mà. Em thử ngửi đồ em coi. Coi có mùi không? Trời ơi. Đúng không mọi người? Cái này lấy đồ cái đây có chừng đồ đi mua có ấy không biết ngay người ta đã ấy rồi mà còn ai đưa đến xe sorry tại vì là lúc nãy đi về nhà thế là đúng giờ cơm của gia đình cho nên là Nhi đã kịp để mà ngồi ăn cơm cùng với lại bố mẹ và anh chị. Thế là cơm hôm nay ngon quá, tranh thủ ăn tận hai bát cho nên thành ra là hello một tí với cả ngồi tâm sự chuyện nào là thời sự, công việc, bạn bè, tình cảm. Gia đình chị tình cảm lắm. Chị dùng hai màu son lẫn, một màu là màu da, xong rồi chị đánh lên, xong rồi chị mới phủ thêm một màu son đỏ Ruby Woo của MAC. Nó sẽ ra màu này. Giọng hai miền trộn lẫn đấy Ngọc Đỗ ạ. Chị mới về từ ba giờ đúng không? 3 giờ chiều mình đáp máy bay đúng không? Đúng rồi. Anh đi 5 giờ đến 6 giờ chiều, Na Quan 7 giờ chiều. Ok. Chế giờ chế định tại Minh mấy giờ? Minh thì từ 2 giờ đến 5 giờ. Ừ. Tầm đấy đi. Ừ, 2 giờ đến 5 giờ. Hello Thạch Thảo. Không, Thạch Thảo. Không
Biết, bạn ấy ghi là 7 năm yêu chị chờ một lần chị gọi tên. Đúng rồi, bạn Thảo là ở ngoài F Hà Nội đó hả? À thế hả? Phải không? Thầm Thạch Thảo đúng không? Đây này. Thầm Thạch Thảo đúng không? Không, tên Thạch Thảo. Thầm Thạch Thảo đúng không? Bây giờ chị bảo là bây giờ chị gọi tên ai người đấy nhắn cho Nhật Minh một tí. Nhật Minh đưa ra đây. Mọi người ơi, ở ngoài này các bé có một cái ý kiến rất là hay, đó chính là gọi tên. Như gọi tên ai thì tiền bạn ấy thể vui lòng hãy đăng nhập vào trang saostar.vn và bình chọn giống hôm nay mic này cho Nhật Minh hộ chị được không? Anh gọi tên em thì em hãy dành thời gian đó để bởi vì là một Facebook chỉ có thể bình chọn được một lần trong một ngày mà thôi. Chính vì thế cho nên nó là rất là cần sự ủng hộ của tất cả mọi người. Chị đang ở công ty. Hello Lê Duy Đạt. Một thằng phải nhắm. Có Mika chứ không phải là Mike. Mika. Mika. Ukelele. Tôi đi mua ấy không chế. Phạm Hương Quỳnh. Vote cho Nhật Minh nha. Bật cái đèn cho chế đến đâu. Ly Hồ Ly. Vote cho Nhật Minh ở trên Star Star nha. Gì? Bôi lang thang à? Bôi lang thang. Vốt cho Nhật Minh nhó. Nói răng của tụi mày đâu mày. Lầm gấm ơi, vốt cho Nhật Minh nhó. Mày đâu, cái răng nguyên miếng. Lê Ngọc Thảo Nhi ơi. Vốt cho Nhật Minh nhó. Vốt ở trên sao style. Ủa, cái hãng không tháng luôn vậy? Việt ơi. Chính xác, chị là người Hà Nội. Chị có thể lấy cho em điện thoại ở trong phòng không? Không. Em biết ngay chị sẽ trả lời như vậy mà. Hả? Hello Quế Chi. Hôm qua em là người viết thư cho chị hả? Tại vì là chị có nhận được một lá thư ở trong lúc chị đang ăn ở Đồng Hới. Chị đã đọc rồi. Cảm ơn nhá. Yeah. Bật tứ tung điện luôn. Ngày hôm qua là một ngày rất là vui bởi vì là có thể ui dồi mũi chứ. Xong chưa làm gì đâu mà xong. Không ai mở quạt nó không muốn chết. Ở công ty có một chỗ rất là thần thánh có thể để. Này mấy đứa ơi. Bữa nay sao không cái đó đâu, giờ có cái đó sao chứ để. Đấy. Quên cười to nhất. Em thề. Tim mình cười to nhất. Ừ. Cười xong rồi quên. Không. Có được giật gì ạ? Hơi mạng hơi yếu à, không biết mọi người xem có rõ không nhỉ, nó bị giật. Nó không để cái người yếu nào xem rõ. Còn mình xem tận lưng của mình. Ngày hôm qua Nhi đã đi cùng với lại một vài người bạn của mình để mà đi đến Quảng Bình. Có cơ hội để mà thăm hỏi thăm vận động viên những hộ gia đình mà gặp thiệt hại trong trận lụt vừa rồi ở Đồng Hới Quảng Bình ấy, thì mọi người nhìn chung thì ngày hôm nay ấy thì nhìn chung thì
Hả? Thế thì không? Hợp lý có vẻ được. Cái gì cơ? Dịch mai đã lên hạng 2 rồi. Ủa, là... dễ dễ à. Dịch mai nói nha, biết. Nè, theo. Vui quá bởi vì là Nhật Minh đã vừa lên hạng 2 ở trên South Star rồi. Cho nên mọi người ơi, mọi người ơi, ai đang xem livestream ơi, hãy có thể dành ít phút ra và lên trên southstar.vn. Hãy kéo đến cuối trang của Southstar sẽ hiện lên một cái bảng bình chọn. Và bạn hãy nhấn vote cho Nhật Minh được không? Đây, mình làm luôn. Hello Tin Phạm. Ơ mạng bị yếu à, đâu có thấy tay sóng mà. Tắt tắt cái này này. Rồi. Ô nhầm. Đây 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 để chị ấy cho. Đây này, bây giờ nhá. Tiếp tục và hướng dẫn xin được phép bắt đầu. Giới thiệu đây là cháu của cháu của Nhi. Bạn sao ý của anh đó. Hãy bốc cho anh Min. Tên là Min. À quên, là tên thật là Gia Đức. Lê Mai Gia Đức. Con chào các anh các chị đi. Con các anh các chị. Các anh các chị ơi. Các anh các chị ơi. Hãy bình chọn cho em chị Nhật Minh. Hãy bình chọn cho anh chị Nhật Minh. Với mã số 06. Gửi đến tổng đài 7357. Hoặc anh chị có thể vào trang sao xa. Hoặc anh chị có thể là vào trang sao star.vn. Sao star.vn. Kéo đến cuối trang. Kéo đến cuối trang. Hiện lên một cái bảng vote. Hiện lên một cái bảng vote. Sau đó anh chị bấm vote cho anh Nhật Minh nhé. Sau đó anh chị hãy bấm vote cho anh Nhật Minh nhé. Em cảm ơn nhiều. Em cảm ơn nhiều. Yeah. Yeah. Bắn tim. Biết bắn tim không? Đây, bắn tim là như thế này. Cái tay như thế này là bắn tim. Ôi trời. Cho để lên. Ôi trời ơi. Nhật Minh đang livestream mình bị lần à. Bắn. Bắn tim đi. Rồi, các bạn chị đi. Các bạn chị. Rồi. Buồn lắm, nỗi khổ của một bà cô chăm lo, gọi là yêu thương, dạy dỗ cho Nhật Minh xuyên suốt chương trình. Nhưng mà có ai hiểu được nỗi lòng khi mà Milena vừa quay lại The Voice một phát là bơ luôn bà cô. Nó ở giữa trang. Đây thôi, nhưng lại bị giật như thế này. Tại sao? Rồi đây, hướng dẫn mọi người nhá. Đầu tiên này, bây giờ em thao tác chị Trần nói rồi. In từ từ. Sao ra mờ lắm, nó không có, nó không lấy nét được. Tại sao nhở? Hay là cái này nó bị mờ? Nó vẫn mờ. À, như thế này nó mới nét. Thôi ấy đi, đấy. Nào, đầu vào southstar.vn. Đấy, vào southstar.vn. Sau khi hiện lên bảng southstar.vn, mọi người sẽ kéo xuống. Đấy, đây là bảng phong thần bình chọn đêm chung kết. Mọi
người. Hiện nay thì rất vui vì chị Nhật Minh đang ở vị trí thứ 2. À, mọi người hãy dê chuột vào đây và bấm vào chữ vote. Bấm. Vâng. Mọi người, nếu mà mọi người đã đăng nhập Facebook rồi thì không cần đăng nhập nữa, còn nếu mà chưa đăng nhập thì hãy đăng nhập để vote được. Đăng nhập nào. Đây singer. Chết mò. Đâu? Ờ singer. Chấm Đông Nhi. Chấm Đông Nhi. Xong rồi đọc luôn cái pass này. À móc. Gmail. Rồi, password. Password thì tự bấm nha. Chè đi nha. Rồi, xong enter. Rồi, vui lắm. Bạn đi nhầm. Gì dạ, không phải mà. Thắng. Không có gì đấy. Có chứ nhau. Có thể uống bia à? Ôi giời ơi. Tại sao chị lại chị sai hài? Em nhập lại cái số điện thoại của chị đi. Em vừa biết em đi quay ra ngoài. Nhập lại cái kìa. Em nó bắt em đọc lại mật khẩu cái này. Để tóm lại là chỉ thế thôi. Tóm lại là không hiểu tại sao mà mật khẩu của mình lại bị sai. Để mình sẽ cố gắng lại lần nữa. Nên mình sẽ nhập số điện thoại của mình. Mọi người đừng nản. Hãy giữ một cái tâm thế lúc nào cũng phải. Con ơi sao con lại đọc số điện thoại của của gì lên thế? Của bạn người đó. Đấy. Được rồi. Nó hiện lên như thế này. Đấy, đã vote. Vợ chết á. À, đã vote. Xem mã của em đang bị sốt này, mã cái bộ này. Cảm ơn mọi người. Rồi thôi bây giờ hát nha. Quên mã, không phải là quên mã. Không phải là quên mã. Không phải là quên mã. Ngồi đây cho vui. Bây giờ để cái nào để cho nó đẹp nhỉ? Có băng keo không dán? Chị uống ngay sữa không? Có ạ. Bị đau. Là con macchiato đi đừng tí. Thôi mua giùm chị. Ai đi mua trời. Cái này là gọi dao mà. Tùy ạ. Mưa. Bốn rồi ạ. Ủa sao cái này không được à rồi. Ê cho chị một cái băng keo, chị dán điện thoại chị lên đây coi. Chị đừng lố. Thật, nghiêm túc. Chị dán kiểu gì, chị dán. Dán từ đây qua đây. Ở đây tôi dán cho, miễn sao là chị dán được. Đưa đây, đả cái đấy cho chị. Trời ơi. Bị phí cả nguyên là phụ băng giấy này. Em giữ đi, em chị đi. Minh ơi. Đang bình chọn cho em nhé. Có chứng. Chứng rồi. Rồi chế đầu tư chết. Trời. Chưa vững đâu nha. Biết rồi. Vá 3.500 lớp thì mày ra. Cho xin 30 giây dán điện thoại lên màn hình. Rất đầu tư. Bồ bà bờ. Ủa ai cũng muốn chân châu lăng luôn hả? Ừ. Nó mà đồ một cái tuổi to. Được rồi. Được. Em nghĩ sao mà được. Được. Đây này thế này. Kéo từ trên kéo xuống dưới. Xấu này. Lúc gỡ là bèo ơi. Em bấm linh tinh này. Đúng không? Bây giờ làm sao tắt cái này. Ôi. Em đừng ấn vào cái nút kết thúc. Chọn trò giao hàng sao cuối cùng đấy này luôn trà sữa ngày mai chúng ta sẽ sắp được rồi cả nhà, sắp dính rồi. 4 ly trà sữa chim trao bí đao bánh lăng bí đao chim trao lăng. Rồi em bỏ tay ra đi. Đấy.
Dạ gì đợi đợi chút. Ê hết chuyện đau đen rồi thì sao? Chút lấy một bánh lăng. Trời đất ơi. Đùa kìa. Đây, 4 ly trà sữa thạch thạch sữa tươi bánh lăng. 4 ly trà sữa bí đao thạch sữa tươi bánh lăng. Chị Ngân. 1 ly trà. Quả này livestream hơi bị đẹp luôn. Bí đao luôn á, trà sữa bí đao chuyên trâu. Ồ, bánh bí đao bí đùng gì ở đây? Không muốn lát nhìn là thèm. Tí nữa không ai cho một vụ nào đâu. Đọc lại chị. Giống như hôm trước ý. Lớn lớn. Không có anh Thắng ở đây. Thay vì tự tan hỏi anh Thắng, các em hãy dành thời gian đó để đi bình chọn. Mọi người ơi, đã bình chọn hết cho Nhật Minh chưa? Dạ, số 6 đường 24. Lippy à? Lippy về hết đúng không? Về rồi. Lippy không có ở công ty. Đây, số 6 đường 24, đây. Khu đá. Chỉ có hai anh Unify thôi. Ôi dồi, nó lại vào áo ai này. Chỉ có hai anh Unify thôi. 488. Bây giờ hát bài gì? Mai Nhật Minh qua với bà Nhật Minh 2360. Nhật Minh nó lại gọi cho em kìa. Bây giờ hát bài gì? Dạ. Bao lâu nữa chị? Kêu gọi. Ơi này ồn nào quá, kế bên em này đang gọi cái gì đây nè? Đang gọi ăn. Trời chứ làm sao mà lát bẻ cái máy luôn, mình cười tới sáng. Tới sáng. Ừ. Phát âm có vẻ chuẩn. Tới sáng. Dạo này rất năng tiếng Bắc. Tại vì thấy dạo này nhiều bốn người nói tiếng Bắc là bị lẻ loi hồi cô em mất thằng đường. Sao đây? Bây giờ alo Kim Mai. YouTube à? Ok hết. Hát lại bài này cho dân sụp sợ. Không phục rồi. Nhạc hát heo. Nhật Minh. Nhật Minh livestream em gọi cha sợ nói mình nó không mua cho nó. Nó là bác sĩ của chế đó, Nhật Minh đang coi của chế đó. Thật không? Là... Chị qua Vista thì nhiều. Nó có hiện lên. Nhật Minh ơi, tại sao con lại đối xử với cô như thế? Trong lúc cô đang ngồi đây để mà livestream cho mọi người ủng hộ và vote cho con, lại làm cái rất là buồn. Con quên cô. Con đã quên cô rồi. Con lại đang livestream với lại Milana rồi. Từ lúc mà Milana về đây gặp nhau ở ngay ngay gì nhỉ? Ngay cầu thang, ngay công ty là mắt con đã sáng rực rồi. Cô quá buồn vì con. Cô gặp Milana cầu thang công ty là sao? Hôm nay Nhật Minh đi rap đen ở bên Katinsa. Thì là chị với lại Minh đang đi lên lầu không? Đang đi lên để vào rap đen. Thì Milana vừa rap xong thì trên đi xuống. Ôi dồi ôi, ông ấy cười điệu cười man dợ như là ngày thường ấy. Vẫn là cái điệu cười mà nó không có hồi dạ. Ủa định mở gì vậy? Không mở đi. Đang... Mở nhìn mắt nhìn tay à? Không, đang chưa biết mở cái gì. Mở hát. Mọi người yêu cầu bài gì? Yêu cầu xong thì vào vote cái rồi hát. Yêu cầu bài gì thật khó. Đây, Phật bà nhìn mắt nhìn tay luôn. Phật... Arirang nhìn được. Mắt nhìn tay. Rồi đấy, có ra cái miễn phí rồi đấy. Kêu mấy bài của... VVAP. I have a pen. I have an apple. Apple one. Apple one. Apple pen. Apple one. Tôi có con thỏ. Tôi có thằng... À, mở cái đấy đi. Tao cái này cái gì? PPAP. Đây. Gì? Mở loa ở đâu ấy nhỉ? Bạn lớn rồi. Yeah.
Mấy cái người kia đang làm chuyện lén lút. Nói chứ đang không biết Unify đang ở đâu hết đó. Ôi đâu có mở đâu. Cái này là quà. Quà
Chế tắt 3G xài wifi thôi. Chị đang mở wifi mà. Tắt cái 3G tại vì tắt luôn 3G hả? Ủa tại hả? Thật không? Thật. Ủa em giả chế anh chị. Chưa bao giờ biết. Định thật không? Chưa bao giờ biết cái đấy. Được chưa? Được rồi. Thế vậy vẫn thật mà. Mày đi. Chắc mạng bên mấy bạn yếu á. Hết được chưa? Ờ, hết rồi đây. Hay thật. Hay. Được. Sao má? Giọng này cũng mít nha mấy bạn. Quá hay cũng yêu. Riêu. Sao? Đây có gì vậy á? Nhắn tình tiếp đi mấy bạn ơi. Nhé buồn quá. Lại cái bài này. Đây, đây, hẹn anh ở cuối phố đó mình hàng hồ cho em rõ. Thật lòng em chỉ muốn nói với anh rằng này anh thật xinh trai, người thật là manly. Oh baby you make me crazy. Rồi khi gặp anh tôi thôi chẳng thể nào nên câu. Vì người chỉ cắm cúi với chiếc smartphone. Ngồi người Facebook rồi đang xì ta tút. Tại sao người lại không nhấn bình chọn những mình? Và dù người đã chạy baby you know người yêu của anh là chiếc smartphone. Không sao nếu bình chọn những mình cũng được. Hẹn hò anh suốt đêm. Vậy mà anh cứ về nhà nào cũng livestream. Baby you know hãy ôm và ngủ với chiếc smartphone. Hẹn anh trên Zalo, thấy anh lướt lướt lướt, anh ngồi anh bấm anh bình chọn cho những mình the voice kid trong tim của nhì thắng. Ôi ôi em thích quá thích. Yeah. Trời ơi. Trời ơi. Em lại đâu. Nhỏ chi mà nhỏ quá vậy? Ý trời, con phải hiểu vậy thôi. Hát đi mi. Hát gì con? Với anh rằng này anh thật xinh trai, người thật là manly. Oh baby you make me crazy. Rồi khi gặp anh ôi thôi chẳng thể nào nên câu. Vì người hình như hổng thích con gái. Trời ơi làm sao đây? Chỉ là chị em thôi. Oh baby thật buồn nhưng mà đành thôi say goodbye. Dù người đẹp trai cũng bye bye. Baby you know người yêu của anh của nhau. Hẹn hò em suốt đêm. Vậy mà người chẳng thể nói thế. Ơi, sao mọi người cứ nói mà
sao? Người nhé, người máng. Im lặng đang. Hả? Ban đêm thì vô chậm à? Ổn quá. Đâu có, chị đang vô, chị đang livestream mà. Mà mọi người đã bị giật nè. Rồi phải giật đó. Đâu để em coi. Nãy em coi thấy bình thường mà các mạng của mấy người đó. Nè. Hết thật chưa? Đang tới. Thì nó dũng dần. À... Có thì thâu tiền, hát tiền. Em ơi. Ai bảo đi trước đi. Dạ, là hát bài gì? Không? Đưa tiền cho sửa cho em. Cho sửa à. Bảo nhiêu nè. Một số này. Đi hát tiền. Dạ con. Cái sữa. Cái sữa của mấy anh chị chứ không phải của gì đâu. Mấy gì làm tiền cho em nha. Gì không có phần con ạ. Nói chị chưa giả nha. Hát bài gì nữa bây giờ? Kệ chị. Bad boy. Béo hú như thế này mà ốm. Thế thì Bika mất chỗ. À lúc hát thì hơi giật. Nhưng bây giờ thì bình thường đúng không? Mọi người ơi, hãy mở saostar.vn lên bình chọn cho Nhật Minh nhá. Ai ngày hôm nay chưa vote thì giúp Nhi bây giờ, các bạn hãy cùng nhau giúp Nhi mở saostar.vn lên, kéo một tí sẽ thấy cái bảng bình chọn cho đêm chung kết của The First Kiss. Mọi người hãy bấm vote cho Nhật Minh nhá. Được không? Đây. Chị. Chị ơi. Bao phút rồi? 53 phút. 53 phút. Check ai bây giờ nhá. Mọi người ơi, nếu ai chưa bình chọn cho Nhật Minh thì bình chọn cho Nhật Minh giúp Nhi nhá. Cái này. Cái này. Để bình chọn cho Việt Nam. Yes. Meet Grand in today's. Mà sao hôm nay lời hứa đã vun bay? Thật trong tay ai, môi hôn bên ai? Và chẳng anh đã không còn yêu? Giây phút ấy vẫn còn quanh đây, mà đắng bút xa em nuốt trọn vào tim. Đôi tay em run, đôi mi em cay. Một mình em phải bước đi về đâu? Giờ chết ai bây giờ? Kết thúc quá bất ngờ. Có khóc cũng vậy thôi, níu kéo cũng vậy thôi. Còn lại gì hỡi anh? Chỉ còn những ân tình mong manh, vội tan trong đêm sao quang nhai. Dù trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ. Ngày ấy em vội tin, ngày ấy em yêu lòng. Và dù cùng cách xa, lụi tàn như cánh hoa sau mưa. Một mình em về giữa đêm thâu, em gói chặt niềm đau. Người đã nói giữ chặt tay em,
một khi nhắm mắt cầm mới phải ly ra. Em rất muốn biết, em rất muốn thấy giờ đây trong tâm trí anh là ai. Thật hay mơ ngày mình bên nhau, hạnh phúc giữa cha em giữ được gì đâu. Em muốn xóa hết, em muốn vứt hết lời yêu thương anh nói chỉ vì em. Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ. Có khóc cũng vậy thôi, níu kéo cũng vậy thôi. Còn lại gì hỡi anh, chỉ còn những ân tình mong manh. Vội tan trong đêm sao quá nhanh. Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ. Ngày ấy em vội tin, ngày ấy em yêu lòng. Và giờ cùng cách xa, lụi tàn như cánh hoa sau mưa. Một mình em về giữa đêm thâu. Dặn lòng mình thôi sẽ không muộn đâu. Cười lệ nhòa che giấu. Đoạn đường dài ta đã đi mệt nhoài. Giờ trách ai chỉ trách em quá lâu. Gì hỡi anh, chỉ còn những ân tình mong manh. Vội tan trong đêm sao quá nhanh. Chẳng ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ. Ngày ấy em vội tin, ngày ấy em yêu lòng. Và rồi cũng cách xa, lụi tàn như cánh hoa sau mưa. Một mình em về giữa đêm. Như cánh hoa sau mưa, một mình em về giữa đêm thơ. Em gói chặt niềm đau. Em gói chặt niềm đau. Hết rồi, hết. Hello Vương Anh Tú. Bình chọn. Vương Anh Tú ơi, kêu gọi bình chọn nhận mình em ơi. Eo ơi, bên kia ồn quá em ạ. Nguyễn thì đoán thì tiếp tục đến được. We belong together. Được không? Hay là bài gì? Được không? Mọi người anh kêu hát bài xin đừng này. Ừ, em đang định bảo cô chị hát bài đấy đi hay lắm. Hoặc cô chị của em làm đi. Nhưng mà xin anh đừng, chị chưa ra audio nhưng mà mở. Em làm được. Hay sao? Có luôn, xin anh đừng cao kê kìa. Ở đâu ra vậy? Quá. Ừ, không phải Emily. Ờ, đúng rồi. Đông Nhi đây. Muốn lấy ra để cho mọi người xem cái này phải tháo hết băng keo ra. Lại trả. Há rồi kìa. Tìm về giây phút anh cần, tìm về nơi ấy chỉ là khoảng cách tình mình rất xa xôi. Em từng mơ ước một lần được mặc chiếc áo ngọc ngà cài nhành hoa trắng ngày tình mình chung đôi. Vậy mà người dối trá nghẹn ngào lệ mắt đắng. Em cố nắm chặt tay không cho đôi môi em thốt lên hai từ thứ tha. Còn gặp nhiều giông bão em chẳng thể gục ngã. Baby don't make me cry. Xin anh đừng nói em, xin anh đừng nói nở lời lúc ấy đã bóp nát trái tim em vỡ tan. Môi hôn ngày đó cũng chỉ như là gió người dành cho ai khi yêu thương em vẫn chưa đau đớn. Xin anh đừng
anh đơn. Anh cho em những ngọt ngào, cho em ân ái dâng trào. Anh cho em những đêm tuyệt trên bao. Câu yêu chưa nói trọn đời, bên nhau nuôi kiếp một đời. Chơi với cay đắng, tình lạc về hai nơi. Đó là ca khúc Xin Anh Đừng, một ca khúc rất là mới, sẽ nằm trong Vol 3 của Nhi và sẽ phát hành trong thời gian sắp tới. Thì vừa rồi trong live show của Nhi đã giới thiệu đến ca khúc này rồi, cho nên là mọi người ai có thích thì hãy lên YouTube và search thì có thể xem được bản live của ca khúc Xin Anh Đừng như diễn ở trong live show It's So Time của mình nha. Xin cho em giây phút yên bình, đừng nói thêm chi lời yêu. Em đã sống trong hy vọng, vụt mất anh đâu nghĩ suy. Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ, đành chôn vùi bao quá khứ. Ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời, nào hay tình anh đổi trao. Chắc đến lúc tan nên dừng lại, để nghe nhịp tim của mình. Có thốn thức bao đêm dài, kề vai mà vẫn hững hờ. Em sẽ bước trên con đường dài, một mái chẳng còn chung lối. Và đốt cháy hết yêu dấu hôm nào mà anh vô tâm đánh mất. Đừng thương tiếc gì khi ân tình xưa đã mãi mãi xa tầm tay. Đừng níu kéo chi mối hôn hờn ghen nhạt phai vì ai thay đổi. Thời gian sẽ qua, thôi ta lặng im để xóa đi bao vết thương. Còn vương vấn chi, thôi lau bờ mi, tìm cho lối ta lối riêng của mình. Stop loving you, stop loving you. Vô duyên thế cơ chứ. Mấy giờ rồi? Ai đưa Nhật Minh? Quên. Anh sức khỏe. Mình có thấy chưa? Còn ám ảnh cô quá. Ai đưa Min? Nhờ ai đưa Min về nhà hộ với, cho Min ngủ với. Ai là người đưa qua thì đưa về thôi. Mình ơi. Cô chào con đã thuộc lời bài hát chưa? Này, chị Nhật Minh và cô ơi này. Sao đây? Minh Tổ. Ôi ơi. Ôi ơi, ôi đâu rồi, ôi ơi. Sorry, vì vừa có một bí mật.
Dạ, mà thằng Nhật đang hợp người. Đã tiễn về nhà ngủ rồi. Alo alo 124. Bé Min là con của chị ruột của chị. Đâu rồi Min? Bài gì nữa nhỉ mọi người ơi? Thôi thì trước khi chúng ta tiếp tục hát những cái hướng tiếp theo thì mục đích chính của ngày hôm nay đó chính là mong rằng là mọi người sẽ có thể dành ra 30 giây thôi, 30 giây thôi để vào trang soundstar.vn. Sau đó sẽ có hiện lên một cái bảng bình chọn cho đêm chung kết của giọng hát Việt nhí với Kiss. Thì mong là mọi người sẽ click vào để mà bình chọn cho Nhật Minh. Khi mà click vào thì sẽ hiện ra một cái bảng. Thì chỉ cần đăng nhập địa chỉ Facebook và password thôi là chúng ta đã hoàn toàn là bình chọn xong rồi. Một ngày chỉ một lượt thôi, cho nên là hy vọng mọi người sẽ dành ra 30 giây thôi là để làm để vote cho mình giúp Nhi nhá. Một vote cho mình trên soundstar.vn. Anh Thắng đang đi họp, tí nữa anh Thắng về ngay. Đâu? Soundstar.vn. Mười giờ làm gì? Ồ, sao bảo 10 giờ? Chị lên chạy trước xong rồi đi về, mấy ngày lên chạy sau. Ủa là sao? Tại vì nhóm nhảy lên không kịp. Mai mà nhóm nhảy mới lên hay là nhóm nhảy lên sau giờ của chị? Sau giờ của chị. Thôi thì tí nữa khi nào nhóm nhảy lên thì chị lên, chứ tự nhiên không có nhóm nhảy được. Tại vì nhóm nhảy lên là sát giờ người ta đóng cửa luôn rồi, nên ra là chị lên thì chạy test thang trước. Rồi nhóm nhảy lên tự nhóm nhảy chạy thôi. Chứ chờ nhóm nhảy lên xong thì có sẽ không lung linh bên em yêu thêm thế giới xung quanh mình. Phút giây tuyệt vời luôn bên em đừng trôi qua mau. Không xin tự tin là em. Ủa sai lời phải không? Sai lời rồi hết lại. Cái gì mở lại coi. Đã sai lời, sorry. Đúng rồi, soundstar.vn. Mọi người, mọi người đăng nhập vào trong trang web soundstar.vn. Xong rồi sau đó thì sẽ ở phía dưới, kéo lên một tí, phía dưới sẽ hiện lên một cái bảng bình chọn cho đêm chung kết của giọng hát Việt nhí. Sẽ có 4 hình của 4 bé. Thì các bạn hãy tìm hình của Trịnh Nhật Minh. Hiện nay thì Nhật Minh đang đứng ở vị trí thứ 2, cho nên nhờ mọi người hãy click vào bình chọn cho Nhật Minh giúp Nhi nha. Nếu Nhật Minh đứng lên đầu thì sao? Ơi Lan Nhi ơi, Nhi ơi, 10 giờ rưỡi có nữ, 11 giờ thì có đủ nam. Thế Nhi ơi, 10 giờ rưỡi mình hẹn nhau ở chỗ chạy đi. Xong rồi Nhi lên lúc 10 giờ rưỡi luôn. Xong rồi chạy tí, mình chạy trước, chạy tuyến này nó kia trước. Xong 11 giờ nam lên rồi ráp vô luôn được không? Còn gọi cách chạy đâu mà mình chỉ là chị ôm thôi. Ừ, thì miễn sao 10 giờ rưỡi chị có mặt ở đấy thôi. Chị chạy khi nào chị chạy được cả nam thì chạy đủ. My Sunshine à? Chỉ vừa gặp nhau em đã biết mình, lạc trong từng ánh mắt, nụ cười làm con tim em ngẩn ngơ, ngất ngây lòng si tình. À, sorry. Không phải biết tại sao không? Cái này chị đang niềng răng. Chị niềng bằng cái Invisalign á, cho nên là lúc mà niềng á thì bác sĩ có mài mất một tí. Mài một tí ở dưới đây để cho nó niềng khít vô như thế này, cho nên thành ra là nó đang bị hở này. Mới mốt niềng xong mà nó sẽ hết bị. Mọi người nhận ra nhạc nào? Mọi người biết bài này là bài gì không? Một ngày mới với nắng lên quanh mình,
Sao trong mắt anh vẫn còn hoang mang? Giọt nước mắt trôi vào tim theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Em bàng hoàng ngay anh xa rời. Anh không nhớ những phút giây ngọt ngào. Anh không nhớ những đêm say ta trao. Từng ngày tháng anh và em ta cùng bước trên con đường thắp thêm của tình yêu đôi mình. Ngồi ngẩn ngơ giữa nỗi đau giết em ngày hôm qua, không không thể mang trái tim anh về. Đập quên hãy níu kéo những gì từng thuộc về nhau. Dường như quanh đây vẫn còn nguyên đây, từng hơi ấm siết lấy tay, từng hơi gương tay lại lúc xa em, từng lời nói bao xót xa, từng thân nặng bước theo em bóng anh dần xa, đừng bao dường như chưa kịp chào. Mùa trời rơi rét từng hạt nắng tắt, hàng cây tan lá sắc sỡ, mình em bơ vơ nặng lấy đôi chân, tìm lên những gì vắng xưa. Đã qua rồi phút giây kém mắt môi nồng nàn, nước mắt từng giọt đang tuôn trào. Anh không nhớ những phút giây ngọt ngào, anh không nhớ những đêm say ta trao. Từng ngày tháng anh và em ta cùng bước trên con đường thắp tiếng của tình yêu đôi lên. Bài khác đi. Tạm dừng. Thôi, em mới đêm rồi. Đêm rồi em phải phải này cho người ngủ sớm đi để nghỉ lại mà. Em mãi thả tìm được cái bài gì nó hợp lý cho cái bài này. Đấy. Ơi, mình cứ kêu gì đấy? Mình kêu xong mình không nói. Con kêu con phải nói đi thì cô vẫn đất mới đọc được chứ. Ơi Minh ơi. Bây giờ trả giá đi tiếp phi mua. Xong rồi Minh lại không nói. Ơi lại cô ơi kìa, con tin mai cô đánh con không? Cứ cô ơi xong rồi này Minh, cô ơi, xong rồi lại cô ơi. Ai hack Facebook đó? Cô ơi, cô ơi, Minh phải cô ơi, cô ổi. Kêu xong không nói. Bài này rất hợp này chị ơi. Con muốn sang công ty. Con ơi. Con Minh bảo cô ơi con muốn sang công ty. Khó con ơi. Ca này khó con ạ. Rất hợp lý lúc nãy. Bây giờ đã là 9 giờ 19 phút rồi, 19 giờ 20 rồi. Cho nên là trễ rồi cho nên thôi, mai qua nha. Lung linh màu hâm đương để hằng nhau. Hello Halloween, phép màu cứ thế hay nâng ly nào. Tiến đến gần nhau, hello Halloween. Oh hay ai đang nhìn hóa trang thành đau rồi xa. Ôi là video đi ra hóa trang thành superstar. Những lung linh mặc phù duyên quá, lung linh màu hãy đón chào nhau. Hello Halloween. Cứ thế hãy nâng ly nào, hãy đến gần nhau. Hello Halloween. Hết. Đó là bài hát của Halloween. Sắp đến không? Rồi. Ủa, bánh lăng hả? Bánh lăng nữa hả? Yeah. I wanna be a love. Nhưng không có, anh Thắng ở đây. Cho nên là mọi người hát chung với Nhi nha. Bây giờ Nhi cứ hát ở đây. Mọi người cứ hát ở nhà. Và chúng ta sống ca với nhau rồi. Em nghe xa
gian trái tim bồi hồi gần bên anh. Em nghe sao cảm xúc rung động, cầm tay ai cho em tâm dân ấy ngại ngùng. Là vì ai, là vì ai? Gần bên em, ô lo tan biết chẳng muộn phiền. Gần bên em, ngọt ngào như những giấc chiêm bao. Nụ cười em, cho anh bao dấu yêu nồng nàn. Là vì em, là vì em. Hãy hứa bên em đêm ngày sớm hôm chỉ mình em. Hãy hứa bên em cho dù thế giới ngày mai đổi thay. Hãy nắm tay nhau đôi mình đến chân trời yêu thương. Để trái tim chung nhịp đập có nhau ta cùng dài. I wanna be your love, 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 love. I wanna be your love, 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 love. I wanna be your love, 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 love. Nhảy sao quên rồi nhở? Bên lát sau nhảy sao quên rồi? Lát sau nhảy sao quên rồi? À. Hey. Sai rồi. Bên anh em nghe sao trái tim bồi hồi. Gần bên anh em nghe sao cảm xúc rung động. Cầm tay ai cho em làm rất ấy ngại ngùng. Là vì ai, là vì ai? Gần bên em, âu lo ta biết chẳng muộn phiền. Gần bên em, ôi đây nghe những giấc chiêm bao. Cười em cho anh bao dấu yêu nồng nàn. Là vì em, là vì em. Hãy hứa bên em đêm này hôm chỉ mình em. Hãy hứa bên em cho dù thế giới ngày mai đổi thay. Hãy nắm tay nhau bên mình đến chân trời yêu thương. Đến trái tim chung nhịp đập có nhau ta cùng dài. I wanna be your love, 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 love. I wanna be your love, 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 love. I wanna be your love, 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 love. Sớm đi bởi vì là buổi sớm rất là tốt cho sức khỏe. Tiếc là bởi vì là mình cái lịch làm việc và các giờ làm việc của Nhi không thể nằm ngủ sớm được. Cho nên là mọi người nếu mà giữ được cái nhịp, cái lịch sinh hoạt như thế này thì nên giữ và nên ngủ sớm. Chúng ta sẽ trẻ lâu và sẽ có da đẹp. Mắt sẽ không bị thâm quầng. Chị nói đúng không nha, tính sợ. Nhưng mà cái chuyện quan trọng cuối cùng đây là lại một lần nữa kêu gọi mọi người hãy bình chọn cho Trịnh Nhật Minh đang tham gia trong chương trình The Voice Kids giọng hát Việt nhí năm nay và thuộc về team của Đông Nhi và ông Cao Thắng nhé. Bởi vì là thật sự là Minh là một bé rất là tài năng, rất giỏi, rất tài năng và đặc biệt rằng là bé rất là ngoan nữa. Nên là thực tình là Nhi với lại Thắng rất là mong muốn rằng là bé sẽ có thể đạt được thứ hạng cao ở trong cái cuộc thi này, trong mùa giải này. Cho nên là hy vọng là mọi người sẽ dành ra một chút ít thời gian vào mỗi ngày để mà bình chọn cho Minh nhá. Bởi vì là thật ra thì một Facebook chỉ được bình chọn đúng một lần duy nhất ở trong một ngày thôi. Cho nên là mong là mọi người sẽ một ngày sẽ dành ra 30 giây thôi để vào trang saostar.vn. Xong rồi kéo xuống phía dưới một tí thì sẽ thấy một cái bảng hiện lên xong rồi bảng tên là bình chọn cho đêm chung kết của The Voice Kids. Mọi người hãy click vào để bình chọn cho Nhật Minh nhá. Sẽ cần phải đăng nhập vào Facebook một tí thôi. Cho nên là chỉ mất 30 giây thôi. Nhưng mà rất nhanh và đơn giản. 30 giây thôi thì các bạn đã có thể giúp Nhi đưa chị Nhật Minh đến gần hơn với lại mọi người rồi. Nên là hãy giúp cho Nhi cũng như là giúp cho Minh nhá. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Ok không?
bình chọn ở đâu vậy chị? Mọi người hãy bình chọn ở trên kênh soundstar.vn. soundstar.vn. Bây giờ Nhi sẽ thao tác thử một lần cho mọi người xem luôn nhá. Bây giờ cắt cái này ra đi, dại dột quá. Tay này hướng dẫn lại một lần cuối. Có chừng chạm vào cái điện thoại. Ôi giời, điện thoại nóng. Đây. Lần cuối cùng. Lần cuối SoundStar. Bấm vào trang soundstar.vn. SoundStar.vn nó sẽ hiện lên cái bảng này. Đấy, xong rồi kéo mình dưới. Kéo xuống phía dưới một tí. Kéo xuống phía dưới một tí. Đấy, qua rồi. Đây. Để hiện lên bảng bình chọn đêm chung kết của giọng hát Việt nhí. Đấy, xong rồi click vào cho Trịnh Nhật Minh. Nhưng mà hồi nãy mình đăng ký rồi, bây giờ thoát đi. Đăng nhập vào một cái khác. Đấy. Đấy, xong rồi bấm vào vote. Một ngày chỉ được một lần duy nhất thôi. Đấy, nên bấm vào nút vote. Xong rồi sau đó nó hiện lên cái bảng này. Đăng nhập vào Facebook. Nick mọi người vote hết rồi. À, nick mọi người vote hết ngày hôm nay rồi. Còn ai chưa vote ngày hôm nay không? Đấy, thì mình đã đăng nhập vào, ví dụ nhá, đăng nhập vào đại một cái số điện thoại của bạn ấy. Đấy, đăng nhập vào đại Facebook vào đường, nó thế là hiểu. Ừ, đăng nhập vào Facebook là đã vote được rồi. Chỉ đơn giản như thế thôi. Ừ. Đấy, nó sẽ hiện lên. Bạn nào đỏ. Mà đăng nhập Facebook rồi thì sẽ không cần phải bấm nữa. Đấy, đại khái là như thế. Rất nhanh. Cho nên là cố gắng nhá. Còn bây giờ thì ngủ ngon. Bye bye. Bé ơi ngủ ngon, đêm đã khuya rồi. Snap.